Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách thiết kế các album ảnh rất sáng tạo của Facebook bằng PowerPoint nha. Đầu tiên chúng ta vào Insert, vào Shape và vẽ một hình chữ nhật bo tròn. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh điểm vàng ở góc để hình đỡ tròn quá. Chúng ta giữ Ctrl kéo hình sang bên phải để nhân đôi. Sau đó giữ Ctrl chọn cả hai hình và giữ Ctrl Shift kéo sang bên phải để copy thẳng hàng thêm hai hình nữa. Chúng ta kéo chọn tất cả các hình rồi di chuyển sao cho phù hợp. Để lồng từng ảnh vào trong từng hình, chúng ta nhấn chuột phải vào biểu tượng bình sơn, chọn Picture và chọn From a File. Chúng ta sẽ kích đúc chuột vào ảnh để đưa ảnh vào hình khối. Chúng ta sẽ làm các bước tương tự lần lượt với các hình còn lại. Như mọi người thấy, hướng đi này sẽ khá là tốn thời gian nhưng phù hợp với những bạn nào chúng ta mới bắt đầu đến với PowerPoint. Một chút nữa, mình sẽ hướng dẫn chúng ta hai giải pháp khác để quá trình đưa ảnh vào sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tiếp theo, để chỉnh ảnh không bị méo, chúng ta sẽ vào Picture Format, vào Crop và chọn Fill để đưa ảnh trở lại tỷ lệ ban đầu. Chúng ta sẽ làm bước Crop Fill này lần lượt với từng ảnh để tất cả ảnh không bị méo. Như vậy, trong chưa đầy 2 phút, chúng ta đã sở hữu một bố cục ảnh rất sáng tạo cho Slide PowerPoint thuyết trình. Cách thứ hai, nhanh hơn, chúng ta có thể vào View, vào Slide Master và vẽ các khung ảnh ở trong này. Các hình khối được vẽ trong Slide Master sẽ giúp chúng ta đưa nhiều ảnh vào trong từng hình và tất cả các ảnh đều sẽ không bị méo. Tuy nhiên, nhược điểm của Slide Master đó là chúng ta sẽ phải thiết kế trên một môi trường tách biệt hoàn toàn với nội dung ở bên ngoài. Vì vậy, chúng ta sẽ rất khó kiểm soát được tổng thể bố cục của slide. Và thứ hai, khi dùng Slide Master, thứ tự ảnh đưa vào sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên, chúng ta sẽ không kiểm soát được. Cách thứ ba, hoàn hảo nhất đó là mình sẽ chọn tất cả các hình rồi dùng Night Photo trong bộ tool của Night Slide. Với tính năng Night Photo, chúng ta sẽ chỉ cần kích đúp vào từng ảnh trong từng bảng hiện ra. Từng ảnh sẽ được đưa vào trong từng hình khối theo đúng thứ tự chọn, không hề bị méo, không hề bị xoay. Sau này, chúng ta lại có thể tiếp tục vẽ các hình khối, sau đó nhấn chuột phải vào Fill. Hoặc chúng ta có thể dùng công cụ Night Photo được Night Slide cung cấp cho học viên để nhanh chóng đưa ảnh vào trong hình khối một cách chuyên nghiệp và làm chủ hoàn toàn. Việc dùng hình khối thay vì dùng Slide Master sẽ giúp chúng ta dễ dàng sáng tạo hơn trong khâu thiết lập animation chuyển động cho slide. Cùng tham gia khóa PowerPoint Online của Night Slide để sở hữu Office 365 và bộ công cụ của Night Slide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint.